Chào em nha. Em chào chị. Chị rất vui chào đón em đến với chương trình Kết Nối Yêu Thương hôm nay ha. Em có thể chào cộng đồng rồi em giới thiệu về mình. Em chào chị mình gia đình chị, chúc gia đình hạnh phúc. Em chào trên đồng mạng anh chị, gia đình hạnh phúc. Em năm nay 40 tuổi, phạm 8 đến 1984. Em hiện tại đang ở đâu? Em làm ở Sài Gòn. Quê em ở đâu? Quê em ở Kiên Lương, Kiên Giang đó chị, gần Hà Tiên đó. Em lên thành phố làm lâu chưa? Em lên đây em làm 15 năm rồi. Lâu vậy đó hả? Em đi hồi lúc em 25 tuổi hả? Rồi hiện tại là em đang làm công việc gì? Em làm công ty Lomet á. À, mình mười mấy năm là ở làm ở công ty đó thôi hả? Có em làm nhiều công ty đó, lúc mùa dịch bây giờ em mới qua đây. Rồi Làm em làm cũng làm mấy công ty kia không có bảo hiểm em nghỉ. tình trạng hôn nhân gia đình em như thế nào? Em chưa có chị ơi. Chưa từng lập gia đình luôn hả? Chưa có. Chưa lập gia đình nhưng mà chắc không có người yêu hả? Có bạn có mà không có chưa không có lập được tại vì không có hạp. Hai người quen nhau bao lâu? Năm mấy à? Gia đình người ta không chịu. Quê luôn hay là ở thành phố? Ở người quen người đó ở Quảng Ngãi. Em rồi bây giờ em muốn tìm người bạn cho mình, em muốn người đó như thế nào? Người đó lớn tuổi không được, bằng tuổi cũng được, mà có yêu thương mình không được, là hạnh phúc à, phải có con cũng được, tại tầng tuổi này đâu có kén chọn đâu chị, mà tại vì em có nhà có cửa rồi, kiếm người đó có nhà có cửa em cũng ở bên đó cũng được, em mới về lâu về thăm em má cũng được, tại còn hơi má ba em nuôi cha mẹ thì cha em chết năm rồi còn hơi má. Ý em nói là em có nhà cửa hả? Hay là không có nhà cửa? Không có Rồi em có không được có luôn em dạ có em có được mấy anh chị em? em được là 9 người Wow, gia đình em đông vậy đó hả? Rồi em là thứ mấy trong gia đình? em thứ 8 Gần út. chứ còn hai hai kia đó thằng đó chín cái thứ 10 đó. Mấy anh em trai Cháu trai bà gái đông vậy đó hả? Rồi gia đình em có ai ở nước ngoài không hoặc là lên thành phố với em không? có không ai bên nước ngoài có từ ở lên Sài Gòn 5 người Là làm việc chung với em đó hả? ông có làm cách đi Em rồi em có nghĩ là một người mà em muốn làm quen độ tuổi khoảng bao nhiêu thì ok không? lớn hơn em 5 cái tuổi cũng được. Cái ngay cho lịch sử pai 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 xây dựng bảo vệ cho quý vị từ trước đến sau 4072225577 Rồi em coi video của chị hay là ai giới thiệu em xem? em theo dõi em coi Em coi được đi video. làm về buồn á rồi mở lên coi Và em coi được nhiều video không? nhiều em coi năm rồi giúp cho lúc mà mùa dịch đó rồi em nghỉ cách ly hết cách ly đó rồi em mở em coi đó là em coi theo dõi rất là nhiều luôn à. Em kết bạn chị mấy lần mà chị đâu kết bạn em đâu Vậy mình đó Facebook hả? á Facebook hả? dạ em kết bạn mình Facebook có mấy lần rồi đó mà chị không kết bạn Bây giờ qua fanpage đó rồi cái thì máy em kia có em ngủ em muốn phòng bệnh rồi em ông trộm vô lấy 2 cái máy rồi không đạt nữa rồi em mới mới mới, mới mua cái máy rồi, nè, rồi tìm lại em cũng kiên nhẫn ha. Hy vọng mắc hai là em nói đi. cái máy kia đó rồi em buồn đó rồi cái 2 3 bữa gì đó rồi vô công ty không có điện thoại cài rồi đi mua
Em mới đặt tiệm với clip chị rồi, kết bạn với chị rồi kết nối. Giờ thời đại giờ mà không có điện thoại xài là cũng hơi khó chịu đúng không? Tại hồi Dạ. xưa không có là được, chứ giờ không có là hơi khó chịu. Bên chị vẫn còn bằng ngày á chị. Đúng rồi, bên chị giờ này là 10 giờ sáng á, cho nên là chị thường phỏng vấn giờ này thôi hả, chứ không có phỏng vấn buổi tối bên chị. Rồi em làm đó tuần em làm mấy ngày? Em làm tháng nè, Tháng hả? Có nghỉ ngày nào không? Phải làm suốt. làm tốt luôn không nghỉ. Không nghỉ ngày nào hả? Thí dụ ngày chủ nhật có được về sớm đâu không? Có chủ nhật thì về 3:30. Rồi ở một mình như thế này nấu ăn như thế nào? Rồi có tự nấu ăn không hay là sao? Em mua đồ ăn về nấu thôi. Em ở một mình hả hay là ở chung với ai? Nói mình không phải ai đó. À, biết nấu ăn nữa hả? Giỏi vậy. Em ở cơm tiệm ngán lắm, em ăn dĩa 25.000 mà có một chén cơm ăn 4 múa nữa, ăn không hết, có thể ăn 4 lần hồi trưa rồi về mau đói rồi đi về mua gạo đồ gì nấu cơm nấu đồ ăn ơi. Em rồi à. Có chủ nhật tới mấy điện anh em là loại nấu lẩu rồi còn lại làm xương vài lon ngủ, còn không có thì thôi đừng rồi ăn. Cuộc sống không lo nghĩ phải không, thoải mái phải không, chưa có gia đình đâu lo nghĩ gì. Em mà ở dưới quê nhà em á, có trồng coi cây ăn trái gì không? Dạ không chị ơi, giúp em trồng lúa. Trồng lúa hả? Dạ. Rồi giờ mẹ em lớn tuổi như thế rồi ai chồng? Ông anh thứ cháu á, ổng có vợ cái bên đó thì cho đất ổng cho anh mướn. Không nhà Anh em riêng. mà cũng làm ruộng anh em lỗ quá trời lỗ mà không có làm nữa rồi cho ông anh mướn. Làm lúa mà lỗ hả? Lỗ. Tại sao vậy? Ê, ba cái thằng thuốc rồi có gì cũng lên hết trơn mà lúa đâu có 5 6 ngàn ký rồi. Anh thi được 5 ngàn 2, 5 ngàn 3 làm lỗ. Em làm bao nhiêu, em làm bao nhiêu công mà lỗ? 40 công. Mình em làm 40 công hả? Dạ 40 công đó mà có lời gì đâu. Phục Đâu, vụ ý chị đó. nói, ý chị hỏi là một mình em mà làm 40 công hả? Rồi sao Dạ làm lần trước sếp? em làm, lúc lần trước em còn dưới quê em làm hoài vậy, rồi tới lớp lại làm giờ nghỉ luôn, lỗ rồi nghỉ làm. Ý chị nói mình em sao làm sếp, phải thuê người chứ phải không? À, thịt thuốc á, bữa làm mình thịt thịt máy đúng không? Ý thịt tay rồi đó. Bây giờ có máy bay. Máy bay xịt luôn. Dạ bây giờ máy bay thịt. Chị thấy đi nhổ cỏ hay là rồi còn phải cắt lúa nữa rồi có máy hả? Dạ máy thịt lúa thì có máy bay thịt, còn mình đi làm dặm lúa rồi đó là bằng tay, với làm cỏ rồi thịt rồi dục phân rồi đó nó có máy bay thịt đó làm mướn rồi. Nó mướn một chiếc là 2,8 triệu với 1,8 triệu, chiếc một chút nhỏ rồi đó, chiếc 40 công rồi đó. Nó tăng tiền lên đó. Em rồi em biết uống, em có uống bia thì uống có nhiều không hay là uống ít thôi? Uống hết rồi chị ơi, không biết hút thuốc, uống ít rồi, bạn bè thì uống chừng 3 lon 4 lon rồi về nó nhiều. Rồi ngoài việc sở thích tập tụ tập bạn bè ra, còn thời gian rảnh rỗi em còn thích làm việc gì nữa? À, mà em đi làm về ăn uống rồi giờ có bạn bè rủ đi uống cà phê, đi phòng đi là ở nhà ngủ trong đi đâu Có hát karaoke không? không. Rồi chiều cao của em là bao nhiêu? Mét thằng cháu 1m56 hả? Em muốn cô bạn của mình cao phải bao nhiêu? cao hơn em có được cũng có được có sao đâu, người thấp hơn em một chút cũng đâu có sao đâu, bình thường em đâu can trọ mày Vậy đó đâu. rồi em thích cô bạn của mình trầm tính ít nói hay là lanh lẹ hoạt bát?
cũng như bình thường thôi, ít nói thì vui, nhiều nói nhiều thì vui, còn ít nói thì cũng bình thường giống em vậy đó, nói cũng giống em bình thường. Bình thường thì em cũng ít nói hả? Mà đó giờ có đi làm quen với bạn gái không? Có mà rủ đi uống nước này kia, em ít nói ít trả lời, nó ít nói thì để rủ đi để uống nước này kia mình theo dõi mà cắm đầu điện thoại không cho nên nói chuyện không trả lời tới gì. Vậy đó à? Nhưng mà em mời đi uống nước vẫn đi mà không có nói chuyện với em hả? Lạ vậy. Nhắn tin điện thoại coi nhắn tin này với ai không nó nói chuyện không cái lời là qua bữa sau là tự nhiên học nó để chữ học tí anh nữa rồi coi thì sao. Mấy người đó, mấy cô đó làm chung với em hả? Có mình làm nó làm chung với chị là bên này khác ti ti mai rồi đó em làm em khi nào lương thấp em đâu có vô ti mai đâu, do ti ống phẩm mình với ti nhựa rồi lương cao cao em mới đi làm thôi, còn như cấp thấp không đi không làm cũng Công ty may á thì nó nhẹ hơn với ông công ty nhựa rồi thì của đàn ông hả hay là sao? đúng rồi. Của nam mình nặng hơn, nữ thì nó ham tiện nhẹ tướng mai rồi với này kia đồ đó, nó nhẹ, còn là nam mình làm chuyện nặng. Rồi. Nam cũng có vô tôi người làm đó mà nó làm chuyện nặng nhiều hơn nữ. Em rồi em ở đây bao lâu em mới về quê một lần? Em thi 2 năm em mới về, Lâu vậy đó hả? năm rồi Tết năm rồi đâu có về đâu. Trời, ở thành phố đi về An Giang, Kiên Giang gì cũng gần đâu, xa dữ lắm không? Thấy kẹt xe quá không có về, thì tới đám tiệc này kia vậy về Tết về kẹt xe thì không muốn về Tết đi về phải không, ở đây giá xe là 380 chị về chị lên không giá xe 600 ngàn Wow, vậy đó hả? lên mà giá xe 600 ngàn không có xe không có vé mà đi. Nhưng mà rồi Tết người ta đi về quê hết rồi, em ở đây em làm gì? Ở đây em cũng ở con trọi nè, mua đồ ăn uống gì đó rồi tới nhà qua như là tháng như lễ 30/4 rồi á, với mình đi về thăm má. Rồi em có dự định trong tương lai thì em sẽ làm công việc gì không hay là em công việc này đã ok rồi? Em công việc của em ưa bốc bông lắm chị ơi, không có ổn định đâu, cứ người nào có công việc rồi ổn định cũng được, có nhà cửa có đất đai em về em làm cũng được sao bình thường, mà làm công việc của em lông bông lắm. Em có nghĩ là đi về quê không? Nhưng mà chỗ em á có xe chạy tới không hay là phải bơi xuồng vô? Chạy nhỏ luôn chạy xuồng á, Xa dữ vậy đó hả? ở ngoài lộ chạy giỏi vô chạy xuồng vô Bao xa, bao lâu? chạy 7 cây số, Là chạy bao lâu thời gian? 7 cây chạy về tới nhà nửa tiếng. Wow, chạy mà không có đường bộ vô được hả? Được, chạy có che che vô tới tới cửa mình chạy võ và mình rước nó gần, còn còn mình không có thì mình không có che chạy á, thì mình đi chạy võ ra chợ mình rước về tại nó mắc 2 con trong nó 2 con Là nhà em ở ngoài Cù Lao hả? em ở kinh Tây Nam á, Tây Nam ở cầu Cái Tre, cầu Lê sông lớn bây giờ nó đang làm cho tàu lan chạy đó chị. Nhưng mà cũng là không có đi xe gì qua đường hết, cũng cũng là cứ chạy tàu vô vậy thôi. Dạ mình đi treo mà bên lộ á, bên lộ chạy tới cửa là gửi treo đó, đó rồi bắt đầu đi đi võ qua rước. Khổ vậy đó à. Nhưng mà sắp tới nó có làm cầu không? Nó làm cầu là bên đó là em sướng luôn á. Cái đó là không cho làm cầu thì tại nhà nước đâu cho làm cầu đâu, làm cầu rồi cho xà lan chạy đâu được. Vậy hả? Dạ. Không cho làm cầu Đó rồi là đâu là định đặt trao nó làm cái phà. à?
Đấy nó chưa? được cầu, nó được nó làm cái phà cho đưa qua đưa lại gì được, chứ nó không có nó cầu. Cầu là tại vì xe ấy xà lan chạy nhiều quá không có làm cầu được. Rồi vậy là khỏi phát triển luôn. Ông ơi bên đó Đi rộng không? chợ lắm, đi chợ thì đi giỏ luôn mà không ít đi xe lắm, đi xe chở đồ đâu hết, đi xe chạy tới nhà mình đó rồi chở đâu nổi, không đâu phải chở rồi tao chạy hai chở hết rồi đi giỏ. Ở bên đó đó người ta ở đông không hay là chỉ có vài căn nhà thôi? Ít lắm chị ơi, chỗ em ở là có đếm hết đi, có 15 cái nhà. Chắc ta đi chỗ khác ta ở hết luôn, lên thành phố làm hết hả? Cái đó là ta đi qua bên lộ lớn á, ta lên phố làm cho rồi ta mua nhà cửa bên lộ lớn này, ta cắt gì đó đóng cửa đi lên Sài Gòn làm cho Ít người ở quá rồi cũng không có thuận tiện ai với giao thông. đóng ta làm ruộng này kia thắt bát đó, đi hết đất là người nào có vốn thì ở lại cho mướn đất này làm đó, còn không có là ta đi Sài Gòn đó. Tết buồn về là buồn lắm, về lắm tăng nè. Quê mà còn buồn hơn ở thành phố nè. Anh vừa quê có đi đâu đâu, ở nhà ăn này ngủ không? Không đâu. Nhưng mà có làm lúa nhưng mà mình vẫn trồng được cây ăn trái xung quanh nhà phải không? Có trồng dừa. Trời ơi, cái chỗ khu em gì buồn dữ vậy đó hả? Trồng dừa trồng chuối kiếm ăn là được, chứ đâu có trồng ba cái cây được, nó phèn quá nó không có tốt. Ok, chị rất là vui nói chuyện với em hôm nay nha. Chị hy vọng rằng sau video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của chị ha. Em chào khán giả ha. Dạ em cảm ơn chị cũng như khán giả, bye. Bye em, good night em nha. Tai nạn, xin quý vị hãy gọi ngay cho luật sư Pius Pius Empires với số 407-222-5577 hoặc 407-888-8888. Xin xem thêm chi tiết các báo Florida và website luật sư tai nạn.com. Tai nạn, dù lỗi hay phải, dù có bảo hiểm hay không có bảo hiểm, luật sư Pius sẽ giúp quý vị sửa xe, mướn xe, tiền nghỉ làm, tiền bồi thường và vân vân. Luật sư Pius trên 35 năm kinh nghiệm, nhiệt tình, uy tín, không thắng kiện, không lấy tiền, tham khảo miễn phí, phục vụ toàn tiểu bang Florida.